Xin chào quý vị và các bạn, mình là Ngụy Thị Thanh, nhân viên kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn máy xây dựng Hải Âu. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm được bán nhiều nhất trên thị trường hiện nay, đó chính là máy VKL926. Máy 926 có gì mà bán được nhiều như thế? Hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu nhé. Nhìn tổng thể thì máy 926 được thiết kế hiện đại, cứng cáp, phù hợp với nhiều ngành nghề như là vật liệu xây dựng, dọn dẹp hoặc là cấp vật liệu cho các trạm trộn nhỏ. Những thông số cơ bản của máy đó là dung tích cầu 0,9 khối, sức nâng là 1,6 tấn, chiều cao xả tải lên tới là 3,2 mét, được trang bị động cơ Zunay với công suất là 58 kW, có turbo tăng áp. Để làm nên một chiếc xúc lật khỏe, chúng ta cần quan tâm đến máy xúc lật đó sử dụng động cơ gì và hộp số và cầu ra sao. Máy xúc lật 926 sử dụng động cơ Zunay với độ ổn định cao và tiết kiệm nhiên liệu. Công suất máy là 58 kW, cao nhất trong phân khúc cầu 0,8, 0,9 khối, giúp cho máy khỏe hơn. Bên cạnh đó, hệ thống nước làm mát lớn, gồm nhiều thanh tản nhiệt, giúp cho máy làm việc được liên tục và hiệu quả hơn. Phần nắp capo được thiết kế với một tấm thép dập khuôn nguyên khối, tạo độ chắc chắn, bảo vệ động cơ khỏi va đập. Với hai bên cánh cửa nắp capo mở rộng toàn phần, giúp cho việc kiểm tra và bảo dưỡng máy một cách thuận tiện hơn. Thứ hai, mình sẽ nói đến hộp số của máy VKL926. Hộp số đa cấp với 3 cần số, một cần số nhanh chậm, một cần số tiến lùi, một cần số tốc độ, giúp cho khách hàng có thể lựa chọn chế độ làm việc phù hợp để tiết kiệm nhiên liệu và hiệu quả. Hộp số và biến mô là bộ phận cốt lõi của bộ phận chuyển động, là công nghệ sáng chế độc quyền của Ligong với chất lượng ổn định. Cấu trúc của hộp số 926 và biến mô có cấu trúc tách rời, dễ bảo trì, tỷ lệ truyền bên trong đã được tối ưu hóa, giảm tổn thất năng lượng, cung cấp cho máy Ligong hiệu suất làm việc cao và tốc độ nhanh. So với các thương hiệu khác thì máy xúc lật Ligong có thể tiết kiệm nhiên liệu đến 25%, nhiệt độ làm việc thấp hơn 30% để đảm bảo tuổi thọ của các bộ phận thủy lực trên xe được bền hơn. Một vài máy xúc lật hãng khác áp dụng thiết kế tích hợp của hộp số và biến mô, không thuận tiện để sửa chữa, hiệu suất tản nhiệt thì kém. Điều này sẽ khiến cho nhiệt độ làm việc cao, rút ngắn tuổi thọ của hộp số và biến mô, giảm chất lượng dầu thủy lực, dẫn đến phải thay dầu thủy lực thường xuyên. Như vậy, máy xúc lật VKL926 vượt trội so với các sản phẩm khác trong cùng một phân khúc về tuổi thọ máy, hiệu quả làm việc và mức tiêu thụ nhiên liệu. Đặc biệt với cầu dầu, phanh đĩa và sử dụng lốp béo 23.5, 70, 16 giúp cho máy di chuyển được ổn định ngay cả trong những nền đường yếu, bùn lầy. Phần chassis và khung càng được làm từ những tấm thép dày có mác thép cao kết hợp với những cánh tay robot hàn giúp cho máy càng trở nên chắc chắn và chịu được tải lớn hơn. Công nghệ lọc khí 2 cấp, độ kín của các bộ phận làm sạch không khí rất tuyệt vời, có thể đảm bảo được động cơ có sự cách ly bụi hiệu quả nhất trong môi trường khắc nghiệt, kéo dài đến 30% tuổi thọ của động cơ. Xi lanh thủy lực đặc biệt của Ligong có độ kín tuyệt vời và thanh piston có lớp phủ chrome dày dặn, mang lại tuổi thọ cao hơn, chống rỉ và không bị biến màu. Khung thì đã thêm được một đường ống bơm mỡ từ ngoài nối vào trong các khớp nối, khiến dễ dàng bảo dưỡng và chăm sóc hơn. Lớp phủ sơn được sử dụng lớp sơn tốt nhất, nhìn đẹp, chống rỉ và hiệu quả, chống ăn mòn tốt. Bầu dầu phanh thì đã thay đổi thành vật liệu kim loại nên đã bền hơn. Quy trình hàn của các bộ phận kết cấu sử dụng tay robot để hàn nên hàn rất mịn, đều và chắc, đẹp. Ngoài gầu xúc tiêu chuẩn thì máy xúc lật 926T còn có các option đi kèm như là kẹp gỗ, càng nâng, cần dài và xả tải cao 4,5 m để phù hợp cho các công việc khác nhau. Vừa rồi mình đã giới thiệu một số thông tin cơ bản về máy VKL926. Rất mong nhận được sự đồng hành và tin tưởng của quý khách hàng trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.